Tờ Taiwan News dẫn thông báo của cơ quan di trú Đài Loan cho biết, 3 du khách Việt Nam đã bị bắt trong ngày 26 tháng 12, trong khi 4 du khách Việt Nam khác cũng được xác định tung tích. Các du khách Việt Nam bị bắt tại huyện Chia Yi, huyện Changhua và huyện Sinchu. Hiện các nhà chức trách Đài Loan đang tiếp tục tìm kiếm 145 du khách còn lại. Cơ quan này cho hay, sau khi có thông tin 152 du khách Việt Nam thuộc 4 tour du lịch tới Đài Loan và mất tích, cơ quan này đã thành lập một nhóm chuyên trách để triển khai chiến dịch tìm kiếm. Đây là trường hợp du khách mất tích với số lượng đông nhất kể từ năm 2015 tại Đài Loan, Trung Quốc. Nhà chức trách Đài Loan tin rằng đây là một vụ buôn người.